Mình hôm nay hôm nay không hiểu, không lại gì nghĩ ra luôn hả? Hôm nay hiểu sao như vậy? Đọc luôn đi, đọc cho tròn câu luôn đi. Dễ. Ê, em hai câu kia chưa đi. Đợi đó. Anh nói gì đâu? Đi tới đâu rồi? Chưa đi tới chữ nào? Hai chữ à? Ông ơi, đã bao nhiêu hoa cái gì chưa biết ai cái gì chưa biết? Mình đi phải rồi, em suy nghĩ là gì, đi vô rồi đọc ra lắm rồi hết thời gian đó. Trong cuộc chơi là phải quy định thời gian đó. Bây giờ nãy giờ là 1 giờ 1 phút 2 phút luôn rồi. Hôm nay đọc gì nữa, đứng im đó. Ai bá dữ lắm hả? Hôm nay hôm nay được bao nhiêu chữ rồi? Hôm nay là thì ấy luôn đi cho nó suy nghĩ ra. Nay chết bệnh hôm nay. Nè, có vấn đề cái điện thoại. Cái tin nhắn là gì vậy?